Xổ số tự chọn Mega 6/45 giải jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng cộng dồn không giới hạn. Xin chào quý khách đến với xổ số tự chọn Mega 6/45. Xổ số tự chọn Mega 6/45 với nhiều cách chơi đa dạng cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Có 3 cách chơi chính bao gồm cách chơi tiêu chuẩn, cách chơi nhiều bộ số và cách chơi bao. Cách chơi thứ nhất, cách chơi tiêu chuẩn, tham gia dự thưởng một bộ số, giá trị dự thưởng 10.000 đồng cho mỗi bộ số. Trên thẻ chọn số, bạn chọn ngẫu nhiên 6 con số từ 1 đến 45. Bạn có thể chọn số theo ngày, tháng, sinh nhật hay các ngày kỷ niệm, số điện thoại hoặc những con số may mắn bất kỳ. Nếu chưa có sự lựa chọn nào, bạn hãy để hệ thống lựa chọn thay cho bạn bằng cách đánh dấu vào ô TC tự chọn. Để thuận tiện, bạn có thể tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ liên tiếp bằng cách tô đen vào ô số kỳ mà bạn muốn tham gia. Cách kiểm tra số trúng thưởng. Bạn chỉ cần kiểm tra những số trùng khớp với bộ số kết quả, không cần trùng với thứ tự. Giải đặc biệt jackpot khi 6 cặp số bạn chọn trùng với 6 cặp số của bộ số kết quả. Giá trị giải thưởng jackpot tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn liên tục nếu không có người trúng giải jackpot. Trường hợp nhiều người trúng giải jackpot trong cùng kỳ quay số mở thưởng, thì giải jackpot sẽ được chia đều theo giá trị tham gia dự thưởng của người mua. Giải nhất, khi bạn trùng 5 con số với bộ số kết quả, giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Giải nhì, khi bạn trùng 4 con số với bộ số kết quả, giá trị giải thưởng là 300.000 đồng. Giải ba, khi bạn trùng 3 con số với bộ số kết quả, giá trị giải thưởng là 30.000 đồng. Cách chơi thứ hai, dự thưởng nhiều bộ số. Bạn có thể dự thưởng nhiều bộ số để có nhiều cơ hội trúng thưởng hơn bằng cách chọn nhiều bộ số trên thẻ chọn số. Bạn cũng có thể để hệ thống tự chọn giúp bạn các bộ số bằng cách đánh dấu vào ô TC tự chọn trên từng bộ số. Cách chơi thứ ba, cách chơi bao. Đây là cách tập hợp các kết hợp có thể xảy ra của các số bạn chọn. Có các lựa chọn là bao 5, bao 7 đến bao 15 và bao 18. Cách chơi bao 5 có ngay một số trùng với bộ số kết quả. Nếu bạn đã lựa chọn được 5 con số yêu thích, hãy thử vận may với cách chơi bao 5. Hãy đánh dấu 5 con số bạn chọn trên thẻ chọn số và đánh dấu vào ô bao 5. Hệ thống sẽ kết hợp với các số còn lại, tạo thành các bộ 6 số cho bạn. Tổng cộng, bạn sẽ có 40 bộ số. Giải thưởng bao 5 cụ thể như sau. Cách chơi bao 7. Bạn hãy chọn ra 7 con số. Bạn hãy đánh dấu 7 con số yêu thích của mình trên thẻ chọn số và đánh dấu vào ô bao 7. Hệ thống sẽ tập hợp ra các bộ 6 số từ 7 con số mà bạn chọn. Bạn sẽ có 7 bộ số với 7 cơ hội trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng bạn nhận được sẽ là giải jackpot cộng với 60 triệu đồng. Trường hợp nhiều người trúng giải jackpot trong cùng kỳ quay số mở thưởng, thì giải jackpot sẽ được chia đều theo giá trị tham gia dự thưởng của người mua. Tương tự với cách chơi bao 8 đến bao 15 và bao 18. Số lượng bộ số cụ thể của từng cách chơi như sau. Giá trị giải thưởng của bộ số. Quay số mở thưởng. Xổ số tự chọn Mega 6/45 được quay số mở thưởng vào lúc 18:10 thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Xem kết quả trên các kênh Today TV vào lúc 18:10 trên website www.vietlott.vn, điểm bán hàng của Vietlott hoặc soạn tin nhắn Mega gửi đến 8179-8351-8130-9939-9141. Xổ số tự chọn Mega 6/45 giải jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng cộng dồn không giới hạn.